thuốc giảm cân Slimis có tốt không? Đang là có lượt tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Đây có lẽ là câu hỏi được nhiều chị em quan tâm nhất khi biết đến loại thuốc giảm cân này. Tại The Eberchetto, diễn đàn mẹ và bé lớn nhất Việt Nam, chủ đề thuốc giảm cân Slimis có tốt không đang được các chị em bàn tán sôi nổi về sản phẩm giảm cân không tác dụng phụ này. Vậy thuốc giảm cân Slimis là gì? Nguồn gốc xuất xứ với những thành phần gì? Hãy cùng xem review giảm cân Slimis dưới đây để hiểu rõ hơn về loại thuốc giảm cân này. Giảm cân Slimis là gì? Nguồn gốc xuất xứ. Khi quan sát bao bì của sản phẩm, đa số người dùng đều thắc mắc vì sao người bán quảng cáo thuốc giảm cân Slimis của Nhật Bản nhưng lại có chữ tiếng Việt trên bao bì. Thực chất, Slimis được sản xuất tại Việt Nam do công ty Medit AA Việt Nam chịu trách nhiệm và dựa trên công nghệ Nhật Bản. Thành phần có trong giảm cân Slimis. Slimis được chiết xuất 100% thiên nhiên, bao gồm các thành phần như tảo xoắn pianin A là thực phẩm giàu protein, bổ sung chất xơ tăng cảm giác no bụng, cùng hàm lượng vitamin E, acid linoleic, beta carotene có tác dụng ngăn ngừa ung thư, chống lão hóa da hiệu quả. Đậu nành ổn định hàm lượng cholesterol trong máu, ngăn bệnh xơ vữa động mạch, huyết áp cao, các bệnh về tim mạch. Cơ cây Âu, trong hạt cơ cây Âu chứa rất nhiều chất xơ hòa tan giúp cắt cơn thèm ăn, cùng hàm lượng omega 3 có tác dụng đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa. Protein thực vật. Protein thực vật giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa năng lượng, đồng thời tăng sức đề kháng cho cơ thể. Collagen có tác dụng kết nối các tế bào và kích quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng. Đông trùng hạ thảo, đây được coi là dược liệu quý hiếm và đắt đỏ nhất trên thế giới. Có khả năng chữa bách bệnh. Yến mạch là thực phẩm vàng trong giảm cân. Công dụng của giảm cân Slimis: ngăn chặn sự hình thành mỡ thừa trong cơ thể nhờ cơ chế giảm sự hấp thu chất béo, ức chế cơn thèm ăn, tăng cảm giác no bụng, hạn chế nạp thêm các loại thực phẩm khác, tăng cường quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa tại những vùng khó giảm nhất như vùng bụng, mông, đùi, thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố tích trữ trong cơ thể, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, trẻ hóa làn da trong quá trình uống thuốc giảm cân, hiệu quả giảm cân lên tới 7kg trong vòng 30 ngày. Cách sử dụng hiệu quả của giảm cân Slimis. Pha một gói thuốc giảm cân Slimis với 100ml nước. Ngày uống 2 lần, uống vào mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi chiều tối. Thuốc giảm cân Slimis chống chỉ đinh đối với phụ nữ có thai và đang cho con bú, trẻ em dưới 13 tuổi.